Yo, chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi giải đề livestream của Teacher John đối với đề thi môn Anh giữa kỳ 1 năm học 2024-2025 và hôm nay là 23:30 ngày 21 tháng 11 năm 2024 và tôi là Teacher John đến từ huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với giao diện của đề thi này. Vâng, đây là cái đề thi của chúng ta và phần nghe thì thầy không có file nghe ở đây. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua để đến với câu hỏi số 9. Hãy tìm từ có phát âm khác biệt. Các bạn chọn 9A là đúng, bởi vì cái từ on ghi chữ H bị câm thì chúng ta không phát âm hờ, còn những cái kia thì có hờ. Tiếp theo câu hỏi số 10, chúng ta có tell slow down now. Các bạn chọn 10B là đúng. Câu hỏi tiếp theo 11 là hãy đi tìm trọng âm. Chúng ta có local trọng âm số 1, suburb trọng âm số 1, decide trọng âm số 2, các bạn chọn C cho thầy. Tiếp theo với câu 12, ugly trọng âm số 1, maintain trọng âm số 2, modern trọng âm số 1, các bạn chọn maintain là đáp án 12B. Chính xác. Câu hỏi 13, I love our new neighborhood because we get on with people. Tôi thích cái lúc ngôi làng mới bởi vì chúng tôi hòa thuận với mọi người. Các bạn chọn 13D là chính xác. Câu hỏi 14, the sky train is packed with customers rush hour. Thì ở đây chúng ta có to be packed with là đầy ắp cái gì, còn full thì nó phải đi với up. Ok, như vậy các bạn không chọn B, các bạn chọn A. 14A là đúng. Câu hỏi 15, she wants a new house. Cô ấy muốn một ngôi nhà mới. The larger the house is, the more comfortable she feels. Ngôi nhà càng to thì cô ấy càng cảm thấy thoải mái. Chúng ta có sự so sánh kép ở đây. Các bạn chọn the larger là đúng. Các bạn sẽ chọn đáp án là 15B. Câu hỏi 16, can you tell me what to bring? Cái bạn này chọn rất là chính xác này. Bạn này nói cho tôi biết phải mang cái gì cho buổi dã ngoại ngày mai. 16B là chính xác. Câu hỏi 17, the firefighter rush into the burning building. Rồi cái người nào mà chạy vào trong cái tòa nhà đang cháy để cứu người bị gặp nạn thì đó chính là người firefighters. Các bạn chọn 17A là đúng. Firefighters là lính cứu hỏa. Câu hỏi số 18, mình có thể giúp bạn nếu bạn hỏi anh ta một cách lịch sự. Ask him nicely thì mình can help you. Các bạn chọn 18A là đúng rồi. Nhưng cái đề thi này thì câu này nó không được hay lắm, bởi vì tôi hoàn toàn có thể chọn đáp án là may cũng được nha các bạn. Can là có thể, còn may là có thể sẽ giúp bạn nếu bạn thế này thế kia. Vậy hai cái đáp án này hoàn toàn chấp nhận được trong trường hợp này. Và tôi thì không được vui lắm với câu hỏi số 18. Ok. Rồi câu hỏi số 19, do you mind ta 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 ta. À, nhưng mà quay lại trở lại với câu 18 thì có thể người ra đề đang muốn áp dụng ngữ pháp đó là mệnh đề điều kiện, đúng không nhỉ? Nếu bạn hỏi anh ta một cách lịch sự là đang ở thì hiện tại đơn thì chỗ này có thể sẽ là can. Nhưng may thì vẫn hoàn toàn ok các bạn nhé. May này không phải là lúc nào là quá khứ đơn đâu nha. May là trợ động từ và nó có thể dùng cho thì tương lai hoặc là trong câu điều kiện luôn các bạn nhé. Rồi câu hỏi 19, do you mind verb in? Các bạn sẽ chọn đáp án là 19C. Bạn có phiền nếu làm gì cho tôi? Rồi chúng ta sẽ sang bài về tuyên bố thông báo gì đây? Thông báo từ câu lạc bộ Green Club nhà trường. Đó là bạn có quan tâm về môi trường và muốn giúp đỡ bảo vệ hành tinh của chúng ta hay không? Hay tham gia cái gì của chúng tôi vào ngày này tháng này? Thì tham gia dự án hay tham gia plan kế hoạch hay dự án của chúng tôi? Thì cái này nên nên là dự án các bạn nhé. Các bạn nên chọn đáp án là B mới đúng. Nhưng mà plan thì nó cũng hoàn toàn rất là ok. Dự án của chúng tôi, nhưng mà người ta không nói về dự án gì, dự án về môi trường đúng không? Rồi thì hoàn toàn các bạn có thể chọn A hoặc B. Trong đó thì thầy thiên về đáp án B nhiều hơn. Project là cái dự án của chúng ta. Hãy tham gia dự án đầu tiên của chúng tôi vào ngày tháng này. Vào buổi sáng thì chúng tôi sẽ trồng cây. Vào buổi chiều thì chúng tôi sẽ chấm chấm ở dòng sông Riverbank, dòng sông, bờ sông. Thì clean up đúng không? Rồi các bạn chọn 21C là chính xác. Câu hỏi 22, để cần thêm thông tin thì có cái cụm từ for more information. Các bạn sẽ chọn information, more information là đáp án 22A là chính xác. Và chuyển sang đến cái bài đọc này, để tôi sẽ cắt cái hình ra đây để đọc cho nó dễ và cho đáp án luôn. Câu hỏi số 23, getting enough chấm chấm là quan trọng cho tuổi teen thì getting enough sleep các bạn nhé. To excel academically and maintain overall well-being.
Thì tôi thấy cái cụm từ well-being nó là gì, là sức khỏe các bạn ơi, well-being là sức khỏe nhé, là mental health đó, sức khỏe tinh thần, và excel, excel là để thể hiện academically một cách rất là tốt và duy trì cái sức khỏe tinh thần. Thì chúng ta phải ngủ đủ giấc đúng không, chúng ta sẽ có get enough sleep các bạn nhé. Và chọn đáp án là 23 C, chính xác. Câu hỏi số 24, khi mà chúng ta ngủ tốt thì sao, thì não của ai, brain là cái bộ não của ai nhỉ, của chúng ta, của bọn, của các bạn ấy đúng không, của các bạn teen, when teens sleep well, khi các bạn trẻ vị thành niên mà ngủ tốt thì các bạn ấy sẽ phát triển trí não tốt hơn, nhớ tốt hơn. Bạn chọn đáp án 24B cho thầy, their brains, các bộ não của họ. Rồi tiếp tục với câu 25, giúp họ học một cách hiệu quả hơn. Learn more là động từ verb, vậy thì nó sẽ đi được với ADV. Các bạn chọn 25C cho thầy. Câu hỏi 26, những trẻ vị thành niên ngủ khoảng 8 tiếng hoặc 10 tiếng một ngày đúng không, một đêm, thì các bạn sẽ chọn đáp án là sleep. Ok, câu 26A. Câu 27 thì chúng ta nhìn đến một dấu phẩy và chúng ta sẽ điền được cái gì, chúng ta hoàn toàn điền được chữ moreover. Ngoài ra thì sao nhỉ? Cái việc thiếu ngủ thì có thể dẫn đến những cái gì đó tiêu cực cho tuổi teen, dẫn đến thiếu tập trung, ra quyết định sai lầm, rồi tăng các nguy cơ về tai nạn, vân vân. Rồi ngoài ra thì vì sự thiếu ngủ có thể dẫn đến obesity, sự béo phì, vân vân. Thì các bạn sẽ chọn đáp án là 27A, moreover, vừa vừa ngữ pháp mà ngữ nghĩa của nó cũng rất là tuyệt vời trong trường hợp này. Rồi chúng ta kết thúc bài reading đó để chuyển sang bài reading dài hơi hơn, hơi khó với một số cái từ mới khá là tinh tế đúng không? Nói về chu đậu, Pottery Village, làng gốm chu đậu đây, được located tọa lạc ở đâu nhỉ? Thôn Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương. Rồi thì chu đậu tọa lạc ở đâu? Ở miền Bắc của tỉnh Hải Dương. Miền Bắc của tỉnh Hải Dương, chỗ này nó có phải miền Bắc không? Miền Bắc Việt Nam, is one of the most famous village in the north of Việt Nam. Rồi thì vậy là nó ở miền Bắc, không phải ở miền Bắc của tỉnh Hải Dương mà nó ở thôn Thái Học à? Thôn Thái Tân chứ không phải Thái Học. Ok. Ở miền Nam không phải, ở Bình Giang không phải, ở huyện Nam Sách chứ. Mà đây là nó là ở một trong những ngôi làng nổi tiếng về gốm ceramic ở miền Bắc Việt Nam. Nhưng cái đề thi này nó chỉ cho câu là ở miền Bắc của tỉnh Hải Dương. Như vậy là chúng ta đọc cả cái bài văn này ta mới có thấy cái làng chu đậu nó ở miền Bắc tỉnh Hải Dương hay không. Ở đây tôi thấy đây, Northern Province of Hải Dương, tức là ở tỉnh phía Bắc của Hải Dương hay là vùng phía Bắc của tỉnh Hải Dương, thì chính là ở đáp án A là đúng rồi, các bạn chọn 28A. Câu hỏi 29, làng gốm chu đậu thì sản xuất các sản phẩm của họ được chia làm mấy loại, thì tôi tìm thấy cái thông tin đó là nó được divided thành 3 loại, các bạn sẽ chọn đáp án là 3. Đây, các bạn đã chọn đáp án chính xác là 29B nhé. Câu hỏi số 30, cái ngôi làng bắt đầu và phát triển từ đâu, từ thời nào đúng không nhỉ? Thì thông tin của chúng ta đọc là nó bắt đầu và phát triển từ thời Trần, thời Lê và thời Mạc đúng không nhỉ? Triều đại, dynasties là các triều đại, thì đây Trần, Lê, Mạc là đáp án của câu 30C, chính xác. Câu hỏi số 31 là các cái sản phẩm chu đậu nổi tiếng về cái gì? Về chất lượng cao, được thể hiện thông qua rất là nhiều cái họa tiết này nọ đúng không? Chúng ta sẽ chọn đáp án 31A là đúng rồi. Câu 32, cái traditional craft village, cái đoạn văn này nói về cái gì, thì đoạn văn này bạn ấy chọn đáp án là một ngôi làng thủ công truyền thống, chính xác luôn. Rồi câu hỏi 33, đó là nhiều người tự hỏi tại chúng ta nên làm gì. Câu hỏi 33 là một cái câu viết lại câu rồi đưa vào đây nhưng quên không đưa đề mục, cho nên là cắt cái hình ra cái file Word này, cần phải có đề mục thì mới hiểu được. Rồi bài này là tìm cách để viết lại câu đây. Nhiều người hỏi là chúng ta nên làm gì để có nhiều thời gian rảnh hơn. Many people wonder what to do to have more spare time. Câu này bạn chọn rất là có lý, chúng ta cùng quan sát những câu còn lại xem nào. Ok, thì quan sát thì tôi thấy cái bạn này chọn rất là chính xác này. 33C là đáp án của chúng ta. Mary wonder, bạn Mary tự hỏi what to do, phải làm gì, nên làm gì, to have more spare time, để có nhiều thời gian rảnh hơn. Rồi, câu hỏi số 34, bạn nên xem ít TV đi hoặc là mắt bạn sẽ bị mệt mỏi. Như vậy là biến thành câu điều kiện là nếu bạn không xem TV ít đi thì mắt bạn sẽ có thể bị mệt mỏi. Rồi, bạn chọn rất là chính xác luôn nhé.
Ok, các bạn chọn 34 là C. Chuyển sang bài viết văn là hãy viết đoạn văn về một người phục vụ cộng đồng yêu thích của bạn. Người đó tên là ai? Ở đâu làm công việc gì? Trông ngoại hình thế nào? Và tính cách ra làm sao? Ông ấy làm gì? Anh ấy làm gì? Cô ấy làm gì để giúp cho cộng đồng của bạn? Và bạn cảm thấy thế nào về cậu ấy, anh ấy, cô ấy? Thì chúng ta thường viết về là người lính cứu hỏa đúng không? Hay là người đưa thư, hay là người dọn rác đúng không nhỉ? Tôi thích viết về người đưa thư vì ông ấy rất là thân thiện. Ông ấy làm công việc đó là deliver the post, những bài bức thư này, the letters và các cái thùng bưu phẩm, các cái box of products tới các cái families, tới các gia đình. Còn chúng ta hãy xem các bạn thí sinh thì bạn viết cái gì đây. My favorite community helper is Mr. Ming. He is a garbage collector. Rồi, rất là chính xác luôn. Ông ấy là một cái gì nhỉ? Một community, một cái người dọn rác này. He has curly hair, brown eyes. He often wear green t-shirt. Ok, often wear thì bạn phải thêm SC cho thầy mới đúng. An uniform of volunteer club. Rồi, ok, một cái loại đồng phục của volunteer club, tình nguyện xanh đúng không? Rồi, what does he look like? What is he like? Tính tình ông ấy thế nào? He is funny and helpful. Ông ấy vui tính và tốt bụng, đúng không? Vẫn đang nói về cái ông nhặt rác, ông dọn rác này. Và ông ấy làm sao nhỉ? He helps everyone. Ông ấy giúp mọi người làm sao đấy? Thầy viết tiếp cái mạch văn này nhé. He is funny and helpful. Really helpful. He helps everyone to clean the neighborhood. Okay. Clear the rubbish. Dọn rác. Rubbish. And và ông ấy còn nhắc nhở mọi người. He reminds people about keeping the area clean, về việc giữ cho các khu vực sạch sẽ. Các khu vực sạch sẽ. Rồi. Thế thì ông đã hữu ích chưa? Rồi, rất là hữu ích đúng không nhỉ? Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ kết luận cái câu này. Bạn cảm thấy về thế nào với ông ấy? Tôi cảm thấy ông ấy rất là tử tế, rất là tốt bụng, rất là thân thiện đúng không? Very love him. Bạn này bạn viết very love him là không 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 ổn đâu nhá. Rồi, my family loves him a lot. My family and other people loves him a lot. Hay là everyone loves him a lot. Ok. Rồi. Thì tóm lại thì sao? Ông ấy rất là ok, in short Mr. Ming, in general, nói chung thì in general Mr. Ming is a friendly, là một người thân thiện, and helpful person, community helper. Helper who spend his life, his almost, who spend almost his life, life, người đã dành hầu hết tất cả cuộc đời mình cho on keeping, trong cái việc giữ cho các cái khu vực, các cái ngôi làng của chúng ta sạch sẽ. Keeping our neighborhood hoặc là our neighborhood hoặc environment đều được nhé. Neighborhood clean. Người mà dành cả đời, hầu hết cả đời của mình để làm cho on keeping our neighborhood clean, để làm cho cái khu vực của chúng tôi sạch sẽ. Và and makes our, làm cho những ngôi làng trở nên rất là đáng sống. Make our villages livable. Livable là đáng sống. Ok. That is the reason why everyone in our village, tất cả mọi người trong khu vực sống của tôi, trong làng của tôi, in our neighborhood, loves him. Rồi, chỉ vậy thôi. Thế là chúng ta đã viết được một bài văn rất là ngầu rồi. Thầy nối tiếp với mạch văn của cái bạn này để hưởng ứng, để cổ vũ cho bạn. Và hy vọng bạn đạt điểm tốt, với 1,5 điểm thì ít nhất bạn sẽ đạt được 1,2
đến 1,3 điểm cho bài này. Đấy là ít nhất các bạn nhé. Rồi, thế thì trên đây là phần chữa đề của thầy. Và chúng ta sẽ kết thúc cái phần chữa đề này ngay tại đây. Bây giờ thì cũng đã khá là muộn, hơn 12 giờ rồi, đêm rồi. Và teacher John rất là hân hạnh mang đến cho bạn cái bài giảng bằng video này của bài chữa đề này, và cũng như là chúc các bạn học sinh có điểm số thật là tốt, có một hành trình tích lũy tri thức cho mình thật là tuyệt vời cho tương lai tươi sáng ở phía sau. Chúc bố mẹ, chúc các phụ huynh có một giấc ngủ thật là ngon. Goodbye.